Trời ơi, nhím, dính này, dính nào? Dính này, nặng thôi, nặng rồi. Hello, xin chào tất cả bạn đến với kênh Anh Tư Khải TV. Ủa cha đang web gì cha? Thì hôm nay có rất nhiều bạn yêu cầu mấy anh em mình á, anh Tư hãy đi câu biển một bữa. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ làm clip đi câu sông nha. Ủa anh Tư ơi. Hả? Ủa em thấy anh Tư lạc chủ đề lắm luôn rồi đó. Sao lạc chủ đề? Mấy bạn kia anh Tư đi câu biển, cái anh Tư giờ đòi đi câu sông là sao anh Tư? Trời ơi, mày không hiểu gì hết trơn à. Đi câu biển thì cũng như câu sông thôi, biết sao không cha? Sao? Sông mình nói liền là biển phải không cha? Đúng rồi. Khoan nè, em thấy này sẽ sai nè anh Tư ơi. Sao nữa? Tại nước sông thì nước ngọt đúng không? Ừ. Thì mặn sao nó liền được anh Tư? Đúng rồi đó, giờ lỡ mày bắt cá mập về mày nuôi nước ngọt được không bạn? Cá mập nước ngọt có sao không có? Không có anh Tư ơi. Có. Mấy hiểu không hiểu ý Tư rồi. Cái sông mình nó bắt nguồn từ đâu rồi nó lớn lên rồi nó rầm nó cũng chảy ra biển à, cho nên nó sông với biển cũng giống nhau hết trơn. Sao kỳ sao mà biển thì nó nói liền như này phô, sao nước nó phải mặn chứ sao này ngọt. Vậy nói gì thôi, giờ anh Tư định đi câu sông đúng không anh Tư? Ok, nói chứ mấy anh em mình hôm nay thì thấy rất là nhiều bạn yêu cầu mấy anh em mình đi câu sông, cho nên ngày hôm nay mình sẽ cố gắng thực hiện cái clip đi câu sông nha. Thì sông mùa này đó quê mình chắc mình nghĩ nước là lớn nhiều nè. Đó chắc rất là nhiều cá lạ cho nên mình sẽ tìm những cái sông nào lớn để mình câu. Rồi thôi giờ anh Tư làm clip nha, em đi về nha anh Tư. Sao vậy? Trời biết sao anh Tự? Câu sông á, giờ hang ngoài sông á anh Tự. Giờ người ta xiệt hết trơn rồi, giờ anh Tư cho em ngồi buổi trời không biết dính không nữa nè. Rồi câu sông gì đâu, không có tính nhận nại gì trơn rồi. Câu sông hay mày câu cá nuôi đâu mà đòi dính. Đúng rồi. Phải từ từ chứ. Trời thằng Chí á, sao mày nói hay với Chí, mày biệt danh là Chí Hàng Hại á. Nhớ bữa clip đi bắn cá không anh Tự? Chết nhiều phô họ nó bắn trúng gì. Rồi tí ơi. Em bớt nổi tí, bữa sao thấy em dở sau này tính nhận nại dữ hả? Rồi anh không biết cái câu chuyện tính nhận nại của em rồi. Không kể nghe thử coi. Bữa em theo đuổi nhỏ kia luôn Tư. Từ mấy năm luôn. Từ mấy? Như là từ lớp 1 tới lớp 5 luôn á anh Tư. Wow. Ôi trời, mới lớp 1 biết yêu đứa thấy ghê chưa? Rồi đeo tới lớp 5 rồi sao, kết quả sao? Thì mới đầu đâu chịu em đâu anh Tư. Đeo làm sao cái hồi nay quá chịu em luôn anh Tư. Ghê. Trời thì cuối cùng sao, chuyện tình nó đi tới đâu? Mới quen được có ngày cái em rủ đi ăn trà sữa anh Tư. Ôi ngon vậy, đã chưa hả? Vô ăn liền Tư, rủ là đi liền luôn. Cái đi xong mày vô quán đó, em uống có 1 ly rồi, nó uống 3-4 ly luôn. Là kết quả sao, đâu có gì đâu, thì ăn nhiều mới lớn mau được chứ. Đúng rồi, nó ăn quá trời luôn, em đâu có tiền trả đâu. Thì cuối cùng sao? Xong rồi nó xù em luôn, em kêu á trả tiền giùm, cái nó xù em luôn, cái nó về luôn anh Tư, xong bỏ đúng em lại. Đúng rồi, trời ơi, không ra lăng gì anh Tư đúng không anh Tư? Không phải ra lăng chứ, thấy chơi chứ đâu. Em á là đàn ông phải ra lăng chứ, em nghĩ sao, vô quán uống nước bạn bắt bạn gái trả tiền vậy sao được. Chứ nó ăn một đống luôn anh Tư, sao trả nổi. Vậy hả? Thôi bây giờ thì em kiếm nhỏ nó ăn gì vừa thôi nha, nó ăn nhiều là mình lo không nổi phải không? Ok, nói chung là anh Tư nghĩ trong chỉ đen vậy đó. Đi câu xong rồi chúng ta phải tập cái tính nhẫn nại, giống như ngoài đời sống chúng ta vậy, phải tập tính nhẫn nại. Ví dụ như người ta chửi mình, người ta quýnh mình thì quýnh lại 2-3 cái thôi, đừng quýnh hơn. Ủa thường là em nghe đó là người ta quýnh mình về mít mẹ mà anh Tư. Thôi nó giỡn thôi chứ người ta quýnh mình đó là mình nhịn đi rồi nó hay. Chứ em quýnh lại là hai người quýnh qua quýnh lại phù bỏ trơn đâu có hay đâu phải không? Ủa chạy là thử ok không? Chính vì lẽ đó ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ làm clip đi thử thách câu xong nha. Thì lần này anh Tư có trò chơi rất hay luôn. Thì trò chơi gì vậy? Câu xong thì anh Tư nghĩ có rất ít cá luôn, thì cho nên mấy anh em mình rất là dễ nản. Thì ngày hôm nay anh Tư sẽ đưa ra giải thưởng, người cuối cùng còn câu cá, nếu mà ai câu lâu nhất sẽ thắng giải thưởng 500k. Vậy là cái này mà không quan trọng về cá mắm gì đúng không anh Tư? Cũng quan trọng chứ em, nói vậy sao được. Ủa vậy em đi câu cá không dính cá, quan trọng là cái gì? Lỡ nay xui quá rồi, em có tính kiên trì rồi, em kiên trì tới tối em không dính cá làm sao anh Tư? Ok, nói chung mới dính không dính thì không quan trọng, nhưng mà mấy anh em mình sẽ tập tính nhẫn nại như bạn. Thì mà câu xong không phải chờ đợi cho, chứ không phải mà câu giống cá nuôi mà dính liền. Thì hôm nay mấy anh em mình đã câu ao nhà quen rồi, cũng nản mấy anh em mình sẽ đi câu xong bữa nha. Nếu mà câu xong ai là người ngồi cuối cùng câu xong, nói chung là không quy định thời gian, đứa nào mà câu lâu nhất sẽ được giải thưởng 500k, hiểu chưa? Ok. Rồi còn chần chờ nữa, mấy anh em mình sẽ tìm cái sông nào để mấy anh em câu. Các bạn ơi, các bạn biết kết quả thế nào và ngày nay ai là người cuối cùng còn ở lại câu sông thì sẽ nhận giải thưởng nha bạn ơi. Ok, let's go. Bạn nghe. Em hôm nay có thắng nổi không? Trời ơi, hên xui, như dính nhiều cá thì khoái quá, mở tới ngày mốt luôn, gần như không dính cá. Trời ơi, ba quỷ thôi, cua mấy năm còn được mà này ngồi luôn tới mai luôn được á. Thiệt vậy? Em thì cũng không quan trọng tiền bạc đâu anh Tư ơi, vui là chính mà tiền thưởng là mười anh Tư ơi. Thì mấy anh em mình tới cái điểm câu nha bạn, giờ mình sẽ để xe ở đây nha, rồi mình sẽ ra cái cầu này mình câu đó.
thì mình có cầm theo dụng cụ đuổi rồi này kia, ví dụ như bứt lưỡi này kia mình thay nha. Đó thì đây là cái sông Quyền Thoại nha các bạn, đó có cò nó cà. Ở đây nó có cái giò cái chê không chừng nha. Ủa, anh Tư có cá gì hết trơn tử? Thì cái dòng sông này là cách đây 20 năm mà anh Tư từng câu dính cá quá trời luôn á. Ừ, 20 năm rồi nó thay đổi từng nào giờ cho chừng ta xẹt hết đó anh Tư ơi. Không, nói chung chứ cái sông này nó nối liền ở biển luôn, nó dài lắm nha bạn. Có thể với cá nhiều lắm nè. Bây giờ đang nước lớn lên nè. Rồi đó rồi, đang thì bây giờ là anh Tư bấm giờ này nha. Bây giờ là 14 giờ 8 phút nghĩa là 2 giờ đúng nha. 2 tiếng hộ Tư cho vô thăm một lần nha. Bốc thăm là mình bắp đồ ăn hay mình bắp gì cha? Đồ ăn, đồ ăn thì nói chung là các kiểu đồ chơi rồi này kia ha. Nếu mà đứa nào dính đồ ăn thì ăn, còn mấy không dính đồ ăn thì thôi nha. Dính đói hả? Dính đói, đúng rồi. Đúng rồi. Tại mình có lực chơi vậy cho nó hấp dẫn đi. Bây giờ 4 giờ mình bốc thăm nhau, giờ đúng 2 giờ rồi. Dạ xuống cần. Rồi, Pa Ke sẽ là người xuống cần trước nha. Thường thường mấy người xuống cần trước là bỏ cuộc trước đó Pa Ke ơi. Kệ á, làm sao được, em tính nhẫn nó bị cao á. Ghê hả? Ồ, chỗ này nó có lục bình nên mình nghĩ có rất là nhiều cá dưới đây nó ẩn trong đây nè bạn. Thế nào có cá khủng nè. Thì mấy anh em mình nay là câu chì không nha, chì bữa mình xuống chị Huệ mình mua á, nay mình sẽ lấy đi câu. Rồi, hiệp sĩ nó quăng khá là gần luôn nha. Chạy sao anh Tử? Không xa không? Em thấy chuông sợ rớt. Anh Tư ơi, em đã còn anh Tư. Đồ kia bằng anh luôn. Phát triển con câu gần gần không cần xa, phát triển bỏ gần gần ở giữa này nè. Cha ơi. Hả? Bây giờ á, cha về tụi này để xe mà đó là dễ mất lắm cha, đi con để xe là ba không mất luôn kìa cha. Trời ơi, kỹ dẫn với Thủy đang hỏi lọt cái xong luôn, hỏi lấy lên luôn. Đúng rồi. Ở đây mình đứng với anh lấy. Mấy đứa không còn mấy trên hả mấy đứa? Còn mấy đứa quay ngược về dễ có rác không vậy? Mấy trên này nó có dây điện nè, mấy đứa câu mấy trên nó cẩn thận nha. Ở xích bên kia là nó có cái đập nha bạn, nó đập cống á, ta có thể ngăn nước lại. Rồi dở lên là nước chảy qua trở lại á. Khiến lớn ta sẽ dở lên. Mấy đứa câu cẩn thận xe cộ qua lại nha. Thời tiết hôm nay là thấy khá mát mẻ, bạn thấy không? Quá ngon luôn. Mát dữ chưa thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cần sớm mà chơi, giờ không có gì cần. Thì bây giờ là mình có một chùm đỡ đi, một hồi là cha sẽ đi mua mồi dế nha. Tại vì hôm nay mấy anh em chưa câu dế thử. Con dế biết đâu mấy chùm mấy con cá dê nó khoái ăn lắm. Trời ơi, con hú quăng thiệt xa kìa. Rồi để cần im nha, con thử cái nó nhịp lắc lắc là lụm nghe mấy đứa. Lụm tiền. Đâu quá, có gì đó bạn. Mấy lần gần cho đỡ dính ghé. Thì bây giờ là khoảng nửa tiếng hồ câu nha, mà chưa có hiểu cá ăn. Thì thanh niên này biết khôn, lấy cái lá chuối che cũng đỡ ha. Đúng rồi, chứ giờ nắng quá không mở khoác nữa. Đúng rồi, trời ơi, bằng hủ nè, nãy đi không chịu đổi nón theo là thua rồi, thua sớm rồi. Thua rồi. Trời thôi ơi. Chứ mấy đứa à, con muốn vô chỗ mát cũng được nha, chứ nó dùng không ép buộc nha. Chú mát cá nó giật mau thiển rồi. Đúng rồi, đứng này canh phải không? Còn tí đen thì nó hút quy một cái áo này, anh Tư nghĩ em chắc thua sớm với tí đen ơi. Hỏi thăm nè. Không biết khi xong thì có cá không sao, nãy giờ thấy lâu lắm à, không thấy dấu hiệu gì trơn dạ. Còn có xong có từ từ chứ phải. Trời, nãy nghe chí đen nói à, cua ghệ 5 năm rồi các bạn ơi, 5 năm mà tới chừng trả tiện ly trà sữa cái không đủ tiền trả. Đúng rồi. Cái ghệ xù luôn. Tí nhẫn nại giờ còn không xong nữa ở đó. Không có xong phải có nuôi đâu. Mình có gắn chuông nè bạn, câu chuông nếu mà nó ghị cái là cái chuông nó lắc nha. Đó. Này cây cầu cô Chí phát triển hay gì nè, nói chung là con máy hết trơn à. Xài đa số là cái chì khoảng độ chừng 30-40 phải không, nói chì đó mình mua bữa gì quệ gì á, nói là thường câu xong cái chì đó thì vừa mà ở đây mình thấy chì nó cũng được, tại vì nước nó không chảy hung nè. Ủa ngoài có mấy trái bơi ngược chiều rồi nha. Nào kìa, mới thấy mấy dấu bơi ngược đó là chừng rác hay gì chứ khá gì. Cái sông này nó chảy dài hỉ dưới kia các bạn, đó xuống dưới đó là nó có cây cầu nữa. Còn trên đây là nó có một cái đập nè, cái đập ngăn nước, để mình zoom cho bạn coi cái đập nha. Đây này, trên đây nó có một cái đập nè, đó. Ơ cha, mày nghĩ chừng nào chịu thua mày? Trời, mày nghĩ sao mà thấy tao đập nó lèo vô, tao ở tới mốt luôn, nghĩ sao chịu thua đâu, nhanh với mày. Mày nói nghe hay dữ hả, hồi đó mà chịu thua nè, thường mấy game này là mày chịu thua sớm lắm á. Mày có thấy tao đập nó lèo không, sao chịu thua được? Đó. Thôi đi cho tao luôn đi. Trời ơi, hai thằng bay công nhận khôn thiệt luôn á. Làm vậy còn hầm hơn nữa, đứng chúng tao là dốc hổ qua mới thốn với mày. Rồi mày dưỡng tao chuối lại cho mày. Trời. Trời ơi, bạn thông minh chúng tao trơn, thủ gì nắng không vô được, che hết bít mặt luôn nè. Hồi thành cá khô luôn rồi. Anh làm vậy anh ngồi hầm hơn nữa, hỏi anh thua sớm anh chi đen. Trời ơi, đó thì từ đầu vô anh chưa thắng nào hết trơn, giờ mới quyết định thắng mới được. Ơi Trí Hạ, mày nói thì được chứ mày làm không có được đâu á. Tao thấy từ đầu tới giờ mày không thắng được game nào luôn á Trí. Ơi, ngày nay mày coi tao nè, dễ tao lụm mày coi. Ê mày ơi, cái cầu này có ai ngủ muốn bay tối sợ bay dữ lắm luôn á. Trời ơi, gần nhà tao có người mất, tao đi cũng bình thường, có đâu sợ mày. Đó thì nãy giờ khoảng tiếng hồ mà chưa dính nha bạn, thì mình mới đi mua cái mồi dế vậy nè. 20k được một đống dế luôn.
Chắc mình nghĩ đây có cá chê này, giờ mình sẽ câu một dế nha. Thử dế với trùng luôn. Rồi, để em thay cho được rồi. Em thay một lưỡi dế lưỡi trùng phải không? Đúng rồi anh thôi. Chắc anh Tư nghĩ còn nắng cá chưa nó ăn đâu, phải mắc mát rồi. Rồi xong rồi, xong rồi. Nãy giờ mới câu được con tiếu hồ. Rồi dính ra bụi chảng đó rồi anh Tư. Ai dính? Rồi bạn dính xong rồi. Nói dây nữa hả? Dính vô bụi rồi. Tại quăng vô đó. Trời ơi, nó quăng sao vô đó nữa rồi. Ủa, quăng hút ra ngoài luôn, gió thổi vô thì cần thử vậy. Chưa. Ở đây em thấy có ai câu không? Có cá không? Mình lần câu cá con cát dữ lắm. Thế hả? Lần câu cá con cát chứ mà câu cát màu gì đó anh, câu màu gì là anh câu màu gì? Màu chung không màu dế? Câu tướng kiến hả? Tướng kiến hả? Câu màu dế hả? Dế. Đó, tướng kiến thì cát ông có thổ. Hồi gọi bà keo quăng xa kìa. Cả 30 thước á. Công nhận có gì quăng xa thiệt. Ở chỗ nãy cá ụt có đụng nữa phải nghe. Hai đó luôn á. Đúng là câu xong nha bạn, câu xong thì nó khó ăn dữ trời. Đúng rồi, muốn ăn cá cá xong mà không dễ đâu. Nhưng mà nó dính được con là quý lắm, đúng không? Bây giờ sáng mình chơi một tí vô. Dạ, cái giá bộ mình lại hỏi thăm cho tận đúng không? Ừ. Sao nó nói chuyện đá giá bộ, cái kiểu như giật chết. Ê chị, hỏi hỏi mày. Nãy giờ cá rẻ không? Không, nó rung rung mà mày ơi. Thôi rẻ. Thôi, cái rẻ ơi. Đôi vô cá này, đôi ơi. Thôi, bắn lên. Giật bắn lên. Thôi, bắn lên. Thôi, bắn lên. Thôi, nhắc luôn rồi. Nhắc luôn rồi. Dính không? Ờ, dính cái câu giỏi như trời. Hết kêu tiếng hại luôn rồi. Dính sao không nặng như vậy? Trời trời, cái máy gì cứ nhắc vậy? Hả, hả, nó chảy nè. Trời ơi, hả, nó chảy nè. Buồn con cái gì nữa vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Tốt cái gì cho nó. Dính không? Trời. Ủa cá đâu không? Trời ơi, nó xảy ra trời ơi. Trời ơi. Em chịu giật liền, chịu chơi, gần hồi giật liền nha. Trời ơi, nó quăng xa kìa. Trời ơi, quá điểm im rồi, điểm im rồi. Điểm từ thi im đó. Chờ đợi đi. Nó xảy ra, ủa anh Trí. Ủa gì vậy? Ủa, rồi đó, em mày xong xong giúp cho rồi. Trời ơi, mày sợ mày. Bà kè bá mà. Tao kìa nhẹ thôi, kìa mảnh thùng. Bắt đầu bà kè, đúng rồi. Hồi nãy nó cho anh em á. Rồi, cho anh em anh Tư. Thiệt á, bà kè này báo thì chứ. Bà kè đâu đi kiếm được mấy cái chuối đâu trời. Ủa, thấy không? Chỉ mắt nói. Chịu thua không? Không thua. Người trong bát còn đồ chơi gì nữa mày. Đúng rồi. Thôi cái chén. Thôi ăn mấy túi thôi ạ. Thôi rồi ạ, ngon đã chưa ạ? Ừ, đi xíu rồi ăn được. Ăn được không? Ăn rồi chúng thật chạy không kịp nữa, báo nữa. Ừ, ngon. Ngon không? Ngon. Thôi đã chưa ạ? Chứ nhìn em thấy chị đau bụng đâu hết à. Nha hả? Rồi đưa tay đầu hàng đưa cờ trắng không? Thôi thì chắc em đưa cờ đỏ. Cờ đỏ hả? Ghê vậy. Rồi mấy thanh niên này chuối đầu hái dữ rồi, có xin phép ta chưa? Ai có sáu trái nhiều. Nãy biết vậy anh Tương chặn quậy chuối cho em theo cho đứa ăn. Ăn dân dã vậy nó vui. Chuối kèm qua phượng ăn được với đứa nãy cái anh Tư thấy hàng qua phượng đẹp lắm, đứa không hái qua phượng á. Hái đi. Cao anh Tư ơi. Đúng rồi, cái cảm giác đói bụng với lại nắng ăn gì cũng ngon hết trơn ha. Mấy đứa kháng nước dữ không? Dữ lắm được. Vậy mới có người chịu thua chứ. Đúng rồi. Vậy thôi có người chịu thua chứ. Còn tiếng hồ nuôi bóc thăm mà lâu lắm à. Ờ đâu có vậy. Có tiếng hồ chịu được. Chịu được không? Chịu thua được á. Đúng rồi, chịu thua được á. Mình đưa né né xe qua nó ủi mông mới được à. Có xe sắp tới rồi kìa. Ờ xe bự rồi. Đúng rồi. Có quần tao. Vậy vậy bà ơi, đứng vậy vậy. Hả? Đi khác vô tí.
ngon thiệt mọi người. Ừ. Mời bạn nha. Mời bạn. Trời đưa mời bạn nha. Ừ, mời bạn nha. Ngon. Quấn. Được không? Ổn không? Ổn không? Được rồi. Mấy nay mình ngồi câu tao qua tại tao nhìn quá trời luôn à. Mình nghĩ mình cá chiều chiều mát rồi mới ăn chứ giờ rồi, trời còn khá nắng bạn thấy không? Nhiệt độ đang tăng cao chắc cá không ăn đâu. Khoảng xế chiều quá. Mời bạn nha. Chết mời mình trước không? Trời ơi, nhà mẹ ơi. Ê Trí ơi. Hả? Anh thấy rồi cưng về sớm đi Trí ơi. Chứ nghĩ sao cưng chịu thì đừng nói vậy. Còn tiếng hồ nó bấm thông lắm á. Trời ơi anh chơi tới đâu, anh chơi tới đó anh Hẹp. Trời ơi cưng sung cái gì vậy á. Tụi anh chịu đựng lâu lắm á. Trời ơi hồi tới bấm thông lỡ may mắn sao. Mới dính nước nữa kia em. Sớm thì mơ luôn anh Hẹp. Trời ơi nói hay quá. Hồi đến coi thử. Ê bê ăn mày bậy bạo dừng chúng thật có bây ơi. Trời ơi, chúng thật một cái hen không có chào đi đâu á. Ừ. Này đường khác của tao nè. Vậy là sao thấy ba cái ăn nhiều dữ vậy? Ừ, mày không sợ kìa. Này ngon chết thầy mày ơi. Trời, ba tử mày mạnh dữ hả? Ba tử tao ăn mấy con nghêu rồi biển, còn bình thường mấy này nhằm nhòi vậy. Đâu? Ba đi bằng. Trời hát này nó sai rồi đi. Sai đi. Đâu? Cá luôn. Em đâu rồi? Em ở trong giùm tê á. Ngoài cái gì? Trời ơi, vậy thôi, vậy thôi. Nhiều bạn lắm nha ơi. Vậy đâu rồi? Chưa đúng không? Nhờ ở đây có cá không? Ở đây cá nhóc lắm, cá cái nào cũng có. Thôi mở chiếc xe đổ dưới đây. Nhìn em biết tên tao không? Tôi biết. Biết anh gì không? Anh tên... Anh tên Nha. Anh không. Gì? Biết đó nào không? Giống như cái kè. Rồi giống như cái kè luôn. Còn này? Anh Bằng. Đúng, đúng rồi. Bạn này. Bạn thấy không? Mày ngáo quá. Không tan nào bạn ơi. Không nặng nhớ tên nó chơi. Đúng rồi. Cái kè là anh tên. Ê, hư xe nhỏ mày. Đó, chết chết. Rồi báo rồi trả xe cho nhỏ mày ơi. Thôi trả xe rồi. Hồi hư báo nữa. Rồi chết rồi không có chỗ nào luôn cái bụng sai quái bị gãy đi mày ơi. Trời ơi sao được ai đâu nhìn rồi tự lắm mày mặt ai đó mày không nhìn cái xe đi nghe không chạy à. Thôi mày làm lẹ đi lẹ đi muốn được lẹ đi gãy mày đứng lên là được á. Kho 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 chết mẹ mày rồi con. Ở kia ơi lại giữ cậu đi để tụi tao có nó chúa lại để tao che cho. Ừ đúng rồi. Ủa, ơi. Nè lại đi. Lại đi nè. Lại đi. Tao chờ á. Ừ tao đâu. Ờ, đi lên. Nè, nhà cho miếng đá chùi luôn à. Nè. Dạ. Em biết không mấy anh. Nè, được không? Nè. Chạy đây. Nè, nè. Mày tụi quần hay nghe. Ừ. Tụi quần á. Dịnh thằng cầu á. Khóe xuống đó kìa. Hả? Thôi, để chè đây cho. Rồi. Nè, nè. Để chè ăn trước. Để tụi quần nghỉ đây. Ai kêu tội anh có ăn chi giờ tới đáng chịu đi. Trời ơi, ngon thiệt cưng à, mà cái giờ hết ngon rồi. Vậy hả? Được không? Được không? Mày, vô xích ngoài đi. Xích ngoài té sao? Thì được rồi. Anh ơi, cầm nắm tay cho nó nhỏ nhỏ đó. Được rồi, rồi. Rồi, 1, 2, 3. Đóng tay nè. Đóng tay nè. Đóng tay nè. Rồi giờ mày ỉ dưới đây không ai đi mày đâu kìa ơi. Ôi Hẹp nay mà có chừng tao không Hẹp. Ôi nhớ bữa mày chơi tao gì ngoại. Chơi vậy? Tụt quần đó mày kìa. Ủa phải của mình anh đâu có tụt cưng mà. Trời đáng đời ai kêu mày dụ còn chê tại mày chơi tao á. Rồi tí không chảo về luôn à.
không ăn chở tôi chở. Ông chị ơi, mày tắm mát mày. Trời ơi mát quá mày ơi. Có được cái đất nữa hả? Ừ, mát sống ngang hả? Ủa, còn sống hả? Ờ bạn thấy thế mà kia tắm cũng mát mày ơi, dầm tắm con đi. Ừ, ok chút. Ok. Xuống đây. Bạn Lâm nhảy cho nó hay đi. Đi giờ tao nhảy xuống một bằng. Ok, chơi. Tao mày xuống được nè. Rồi cho. Đây, này nguy hiểm. Dạ, đi coi. Nguy hiểm cao đây, đây. Mình xuống được đây. Xuống được đó. Tắm hả? Em hả? Rồi cho. Có. Bỏ lâu xuống nè. Một, hai, ba. Đúng mắt rửa luôn quá. Đó bạn ơi, thì cha mình đã ghi mấy tờ lá thăm ở đây nè. Ở đây có 5 tờ nha cha. Ủa mà cha ơi, 5 tờ lá thăm này có mấy người không được ăn cha? Nói chung là vòng đầu là sẽ có người không được dính cái gì cho nha. Nói chung là đúng giờ chưa? Đúng chưa rồi, tới cha. Giờ cái gì á? Ủa sao 16:42 phút rồi. Ủa sao 4:42 chứ anh tự? Trời ơi, lố rồi. Nãy mấy đứa tắm kìa, kêu tắm trễ quá. Chắc chị rồi, thôi kệ. Quần quá trời luôn rồi, nãy giờ chưa dính cá buồn quá, bốc thăm luôn nha. Không có gì mấy đâu rồi. Rồi, ở trong đây là nói chung là bây giờ là cái số tiền mệnh giá cao nhất là 20k nha. À. Còn thấp nhất là 0 đồng, hiểu không? Em rồi mấy đứa bốc dính tiền là mấy đứa tự đi kiếm cái gì tiền ngọt quá mấy đứa mua ăn nha. Dạ, ok. Ok, rồi đứa đây. Em. Đứng lên xếp hàng anh Tư thấy đứa nào ra đây bốc thăm giờ coi một câu luôn. Đứa nào đẹp trai? Đứa nào anh Tư đưa trước là bốc trước. Đứa nào đẹp trai hết thôi. Thôi dạ tù tì đi, để công bằng tù tì đi. Đứa nào bốc trước rồi bốc sau hay không? Ok. Sai. Rồi, một cái tao cuối cùng. Rồi, xong rồi em không có cá giỏi quá ta. Rồi, 1 2 3. 2 3. Rồi, tao uống xì. Xì. Rồi, bóp trước. Hai bóp trước. Chỉ đi bóp trước. Chỉ đèn thấy chưa? Tí đèn hại bóp trước nha bạn. Rồi không có coi nha, lật tờ nào lấy một. À tao phải xè ra chứ. Vậy ra để con cặp em lấy cho tao cặp thôi. Cắn tôi ơi. Rồi ơi. Rồi dính rồi. Dính cái gì rồi? Gác cái gì hả? Ủa cái gì hả? Từ vô cái máy, Ủa đã ca. Nè, cái ném mình dở lên. Cái ném hả? Trời ơi, hên thiệt các bạn ơi. Ôi. Lấy cái bịch đây lên. Cái bịch đâu rồi? Vậy là cái xong rồi có cái chơi thấy chưa? Tại vì mình mới thay màu dế mà. Nào mấy đứa, con màu dế mấy đứa ơi. Nè, trời cái năng nét nháy. Ủa nét dế luôn anh đứa ơi. Trời. Con màu dế là ngon rồi mấy đứa ơi. Con màu dế á, màu dế á. Lẹ lẹ lên. Không, lẹ lẹ chứ thôi. Lẹ lẹ. Đồ. Ê, mấy này mày không thăm luôn ngay. Tại mấy đứa biết sao nãy giờ không ăn là lý do mấy đứa nãy nắng hay lại mấy đứa tắm quá trời quần luôn mà. Ủa là con này có nấu ăn gì không cha? Để vô, để về mình tính. Bây giờ là vừa cuối cùng mà để đi. Coi thử coi con này được bao nhiêu con. Quá mừng luôn. Bỏ vô rộng đi. Đó, một em nhớ bạn. Đã, rồi để đây. Rồi, đây rồi. Mấy này mày sẽ bốc thăm nha. Thôi chỉ bốc trước nghe. Khi nào bốc lần đầu tiên mà bốc vô 20k ta. Bật lên. Bốc vô cái này từ ký. Rồi, suy nghĩ kỹ nghe em. Suy nghĩ cho kỹ đi. Bàn tay vàng hay bàn tay lụa? Lật lên. À lấy này đi. Tay đang thui. Em được cứ lấy hoài cái tờ đó phải không? Ok, lật rồi. Lên. Lật lên bạn coi liền luôn. Gì vậy? 50k. 50k. Ok có. Ok rồi, đứa nào tới đứa nào? Coi cho, cho con mà. 50k ai cũng 1 ký. 50k nha. Không, mở mắt ra đi, mở nó đi, có giờ đâu. Đâu thấy đâu. Đâu thấy đâu, chữ cái nào có chữ chưa? Cái này cái nịt nè, cái nịt nè mấy ơi. Cái này nào cái nịt à? Có chữ K rồi. Có chữ K rồi. 15k chưa? K cũng ổn, cũng ổn, cũng ổn. Còn 3 tờ cuối cùng. 3 tờ cuối cùng. Ngoài đây luôn chơi. Lật ra. Cái nịt. Ủa mà cha ơi. Hả? Cái nịt này ghi sai chính tả rồi. Cái này cái nịt. Trời kể đi nịt rồi. Cũng được, dân lật lên. Mồi với 20k anh thưa ơi. 10k. 20k. Cuối cuối cùng nó chiến thắng rồi. Yeah. Ok. Vậy là tiên sĩ nó đã dính cá nó may mắn luôn rồi. Câu lại đi, đi mua lò ăn đi em ơi. Rồi như vậy phát triển đã bị không có dính gì mà cái nhịp rồi. Có nhịp không? Ừ. Đừng có dính nữa nha. Cái gì lo gì lôi. Đừng có dính nữa nha. Dạ lo dạ. Đã cái chơi. Đã bạn ơi. Kéo cái nhiều quá nhiều lại. Ồ nó đã cà dính cái chơi nữa rồi. Chè. Thành công rồi bạn ơi. Từ từ nè. Dịp lên. 1 2 3. Rồi.
Trời ơi, ơi chết cái xe rồi bạn ơi. Trời ơi, ta bá lửa luôn nè. Ủa ông nó bụng có trứng luôn rồi. Đó rồi. Cái chơi giống cái chơi phóng xanh quá rồi. Ờ nó no, no. Kệ đừng nói phóng xanh, mình phóng xanh lấy mình bắt mình nói vậy chứ. Nó cái này có mày có trứng chắc luôn nè, có mày đương nhiên nè, có trứng nè. Rồi. Rồi rồi thành công rồi. Nha. Rồi để gì bịch. Bỏ mấy đứa đi mua đồ ăn đi nha, tôi bỏ bịch cho. Bỏ bịch đi hoa kia. Ở đây thiếu thiếu gì á? Thiếu gì? Tiền phải không? Đâu. Nói chung là nãy nhiêu tiền tổng cộng nhiêu tiền ta? Nãy em 10k. 55k là đủ phải không? Thì anh em mình đang mua nghe bạn nên chỗ này khá rộng rồi. Trời ơi, đi đường trong nhánh xe đó. Đó bạn coi con cảnh chuyện đó, mất mẻ luôn. Đúng rồi. Ủa? Vậy? Anh Chí rồi sao phải đi kìa? Trời ơi, anh Chí ở lại con cá này nè. Anh Chí dính sướng quá. Giờ anh Chí ở lại con cá. Giờ anh Chí kêu em đi mua giùm hỏi gì cho uống. À, mua giùm hỏi gì cho uống hả? Đúng rồi. Trời ơi, anh Chí đem có 5 ngàn mà không biết chia sẻ với trời. Đúng rồi đó, là như anh 25 ngàn không biết chia sẻ. Trời ơi, để anh ráng là giờ tích hợp chứ chia sẻ gì bác ơi. À, vậy hả? Vô quán rồi bạn ơi. Đây em đi mua gì vậy? Mày có nước mé không? Chai này nhiêu? Đâu chai cũng sang chứ. Chai này nhiêu? Có chai nào đâu không chị? Chai nước năm. Không hả? Nước suối. Ui, chai nước suối. Nè. Đấy hả? Một chai này 5 ngàn. Bên này như vậy? 20 cái đó hả? Mình 20 chục cá sen. Đây nè, củ chỉ nè. Đây. Củ chỉ được cái nịp mà. Cái này mua giùm Trí. À, nè, đó mình bán nha. Đó là mình ăn mọi người. Cho mày tập trước con. Nói vậy nha. Bánh chả bóng mọi người. Ngon mặn ngọt luôn. Mua nước anh này. Hả? Mua nước á. Hai mình được một cái mì hoàn hảo rồi, một chai nước xuống các bạn. Vậy đây ta lấy em có mì luôn, có mì năm á, chứ không có luôn. Năm. Anh chắc lấy hai cái mì đâu. Ủa, một có mì năm với một bịch bát. Cái chai nước suối vậy? Ok vậy trước đây. Cái chai nước suối vậy? Dê mà mua nước mía. Hai này 10 ngàn phải không chị? Đúng. Trả giùm hết đó luôn. Đã là 25 với 10 luôn. Okay. Mình sẽ mua chai nước mía. Đang làm nước mía nha bạn, mua ly 5 nha. Đây ghi giá tiền thôi chứ mình mua ly 5 nha. Có ly 5 nha các bạn. Rau má đồ xanh mà bán nước mía. Các bạn ơi, mình hôm kia mua xong về nha bạn. Mình là được mua chén suối nè. Ủa, lộn, chén nước da đen. Một bát nữa bạn ơi. Một bịch bát này là 15.000 rồi nha. Còn 5 ngàn nữa đâu? 5 ngàn nãy em mua kia em ăn đảo rồi anh Tư ơi, đói bụng quá. Yeah. Còn hôm nay em mua được 10 ngàn các bạn, 10 ngàn mua được cái nước suối, cái này 5 ngàn, cái này 5 ngàn nữa là 10 ngàn các bạn. Không, vừa trời ăn cái này vừa no mà vừa có nước uống. Uống nước nở ra rồi anh Tư ơi. Nãy chưa hết quốc hết khúc rồi. Còn nước lạnh uống ngon tinh khiết nó không khá, còn cái nước mà mấy đứa mua nước ngọt là dễ khác á. Bạn với trẻ đang chờ anh Tư ơi. Dạ hả? Đó mở bạn miếng nước luôn. Nước yến nha bạn. Rồi mở hả hồn. Sẽ bẻ mì ăn các bạn. Ngày nay thế nào cũng có đồ ăn như phát triển là nó dở rồi chứ thôi. Có những cái nệt luôn trời. Rốt rồi được thứ ba mà để thua. Ừ, tí nó móc đầu mà móc dở đủ được có 5 ngàn nè. Mình tí đang sao nữa dở gì vậy? Dở 5 ngàn không mua đâu hả? Tiền đâu rồi? Để phát triển thì mua giùm mẹ tao hồi giờ cho nó uống ké thôi. Ghê vậy, trời thương phát triển vậy hả? Thầy. Thấy không, thay không có gì sớt ghê không? Quà tặng từ thiên nhiên. Tại tôi hỏi chắc. 5 ngàn biết gì sớt phát triển rồi, hồi em lấy gì em uống. Trời ơi, kìa cho nó uống ké người ta đây không có gì nó uống tự. Sao không được, ghê không? Kiểu này là dí đen là tốt quá. Không? Rồi, ủa? Vậy là quá mình sẽ rồi. Nhịn tới tối mình ăn tiếp nha các bạn. Rồi. What the fuck? Vậy? Mì này hai có dầu luôn. Ờ, dầu ăn đâu có no được đâu mà hai có dầu mừng. Mì bị lỗi rồi. Rồi. Mì bị lỗi rồi. Mì hết hạn á. Đâu còn hạn mà, thôi lắm. Thôi, có lý dữ rồi ta. Rồi, chế này vô. Dạ em chế đi vô. Thì sĩ nó biết để dành nữa không? Em để đủ xe đồ cắt không? Để dành tí nữa cũng bốc hâm nữa à. Để đúng dành rồi. Chi bốc hâm nữa rồi mình được nhiều nữa. Đúng rồi, dòng sau là trừ ra hai người nha, dòng sau là hai người không có nha. Thiệt hả? Đúng rồi. Rồi tiên rồi. Phát triển chắc dòng sau cái nẹ nó phát triển chắc đi luôn á. Ê ba kia. Gì mày? Tình em không mà chia sớt miếng đồ kìa. Mày có ghi ăn để dành thì kêu tao chia à. Em giống mất giới thì cái hiệp em 20k mà em kêu người ta chia cho em không chia cho người khác thôi chứ. Đúng rồi. Em chưa bắt nó. Ờ mày ăn ngon quá, tao miếng rồi. Thôi mày ơi, mày cũng có mà, 5 ngàn cũng có vậy. Chưa vậy đó. Ồ, bằng được miếng luôn. Dạ.
mà trong trận sinh tử này á, anh em mình nó là bỏ qua bên các bạn, giờ mình lo bản thân mình trước bạn ơi, bản thân mình no là bên kia là cái đó nó tự tự sẽ gần bớt mình sẽ thắng các bạn. Để mình nghe mình lựa chọn rất hay luôn các bạn, 15.000 có thể mua một gói mì hoàn hảo nè, ba thứ luôn, một bánh với lại một ly nước mía nghe. Ủa chứ dữ vậy, 15.000 dữ vậy, trời ơi con á là lựa chọn hay lắm trời. Ủa nói sao không tin luôn ta, trời ơi tính tiền cái này mấy ngàn à, cái này 5.000, cái này 5.000, này 5.000. Ô, oh, ba món luôn. Ba món. Ồ. Còn hai cái này tụi nghiệp dưới có chai nước hả? Em tư. Trời ơi, tụi nghiệp dữ rồi trời. Hai đứa này bóc trước không mà để thua vậy quá dở rồi. Trời chị đen dính nữa gì vậy? Chị đen dính nữa gì vậy? Dính nữa chị đen. Nó gị mà. Ờ, nó gị sáng như thấy chị đen nó xiên ghê không? Ba con cá phải vậy chứ. Đã rồi thôi, mình quất mà ơi. Uống miếng nước miếng à. Tụi nghiệp phát quá bạn ơi, con ngồi buồn quá phát diễn ơi, con chịu thua phát diễn ơi, cha nghĩ con nên chịu thua đi. Thôi cha, cái lần có phần thứ hai đừng chịu thua cha. Nè, mở bạn miếng nha. Ủa đã gà, đang nắng ngủ vô hơi bị ngon ha. Quá đã luôn mọi người. Xong. Mà nước miếng giờ này bác hơi lạc chút. Nước miếng mày uống cỡ 3 uống ngụm rồi hết à. Bây giờ á cha, cha ta thử thách con. Cha có đồ chơi này cho con, nếu mà thử thách con hát một bài hát thì cha sẽ tặng con 10.000. Dám hát không? Hát bài gì vậy? Hát bài gì tặng bạn này. Ok với đó. Ok. Tại thấy nó nhỏ quá, bây giờ hát bài hát gì đi. Cha sẽ tặng con 10.000 để con có thể mua gì đó con ăn. Đó 10k nè. Cái gì vậy? Nói chung là cái này là cái thử thách cái lòng can đảm của mình, hát bài gì đó cũng được. Anh thôi. Không hát luôn. Dạ. Trời ơi trời nhát dữ rồi Tí Đen. Dám hát bài nào tặng các bạn không Tí Đen? Rồi được. 10k. Hẹp dám ăn rồi. Trời ơi. Thôi em 20.000 dư giả rồi anh ơi. Anh thử thách hai đứa này thôi, tại hai đứa này khá là ít nè, bây giờ nó không dám hát là thôi luôn. A few moments later. Ok ơi, mày mình nghĩ chịu thua mày. Tao mày nghĩ sao chịu thua mày? Trời ơi, tao sức tao mạnh mày ơi. Ôi ơi. Thấy thằng bạn như là bụng chỉ nằm góc cậu mày. Trời ơi, thấy cũng đau bụng quá, nãy giờ thân tao bụng nãy giờ mày ơi. Chắc chịu thua quá. Ê bạn ơi, ổn mày. Đi lại kêu. Ủa, cậu mày chị lỗi hết trơn rồi. Trời. Chết con mày. Cái mặt nó chót. 15.000 ăn cái đống bánh giờ nó bụng nha các bạn. Ăn bát ra mình bát uống mọi người. Trời ơi, sáng giờ mình ăn khá nhiều đồ luôn, mình bát luôn. Ăn cái cây dại không à. Lâm la chứ mày nhiều đau bụng quá. Chắc mình chịu thua các bạn ơi. Đúng rồi, chịu thua đi. Chị thua không? Đưa cờ trắng đồ hàng. Đỡ nó trắng con kia lên. Thôi nói chứ mấy game người cuối cùng nè các bạn, mình rất là chó bò luôn nghe các bạn. Nhưng mà gặp phải trường hợp mà đau bụng vậy thôi, thua luôn mọi người. Đưa tay lên. Dừng hàng ơi. Rồi. Tay khỏe 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 rồi, khỏe rồi, pha keo khỏe rồi. Khỏe ai kêu cái thổi ăn mình bậy thì bà. Chuối nè, bình bát. Uống nước vô, ăn mì vô. Tí Đen vẫn chưa chịu thua. Cậu đồng hoàng nghe mấy đứa nãy giờ chưa dính thì chỉ trơn à. Dính hai con nãy giờ em ngu luôn rồi. Ôi con chắc con chịu thua không? Đồ hàng sớm được hưởng hoa hồng cha. Hưởng hồng gì? À, chia tiền bớt vậy. Chia tiền gì? Đi đồng hàng, sớm. Ủa chắc không có quá. Thôi đi về đi, người ta có đây câu mà. Thôi về tạm biệt nha. Để bắt tay mấy đồng nghiệp coi. Để bắt tay mấy đồng nghiệp coi. Tao bụng tới tới chỉ à. Ráng win nha. Rồi, bắt tay. Ok, không win nha. Bắt tay đồng nghiệp coi. Đồng nghiệp. Bắt chứ được không? Không, bắt tay đi. Để bụng quá không, về biết luôn thôi. Mượn xe chỉ đen về trước ơi. Chạy xe chỉ đen về chú ơi. Có xe về phải không? Rồi vậy bằng hũ nó sẽ đi về trước, bạn nó có xe điện à. Rồi không tiễn nha. Còn hiệp em làm câu đàng hoàng nha, câu ngồi ngang cần đàng hoàng nha, vậy là anh bơ tôi bắt em thua đó. Để câu làm gì? Thôi đem về luôn đi. Em không câu đàng hoàng anh bắt em thua luôn á. Ngồi ngang cần đàng hoàng bây giờ là giờ mát rồi. Giờ cần cái nào nó ngồi nha. Bắt dĩ cũng ngồi ngay cần luôn. Nếu mà muốn thua thì về anh hai luôn rồi về. Chị nghĩ kỹ đi. Tiếng hồ nước góc thăm đó. Chị nghĩ đi. Nãy cá bên em nghĩ là nó tiếng hơn đó. Điện hấp mồi đó, để mới điện. Trời ơi, giờ đây em chơi đi. Tới chiêu thức tâm linh luôn hả anh ơi? Gì vậy? Để giấy quần lại, đốt khúc. Cúng quần lông hả? Đúng là mình bác. Đây cần có bắt chuyển nhịp quá trời luôn. Cái gì vậy? Chắc hết mọi người. Một chùm cá đây nè, nó ăn lên nãy giờ. Này câu, cái câu mà câu cần rút á. Ừ, cần thục có dính, dễ dính hơn cần máy nè.
Thì chợ bây giờ khoảng độ 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều rồi nha. Tem mình nó thấm mệt chưa rồi. Miếng hương em cũng gần tắt luôn rồi anh ơi. Ờ, đút nhang nữa. Mà nãy hiệp sĩ giật, trời mới tắp, mới ụng con bạn thấy không? Trời em đục nhang. Nãy hiệp sĩ giật khủng cá gì bị chán luôn, uổng quá trời luôn. Giật kìa anh ơi. Em câu không ngồi ngay cần cái chân là nó kịp đâu, cá sông nó ăn lẹ lắm. Chết nhón rồi. Nãy em cứu mẹ mà, mẹ không phù hộ gì hết trơn. Theo em bây giờ bao nhiêu phần trăm để em chơi tiếp? Tiếp anh Từ? Ừ. Em cũng không biết đến từ rồi, em nghĩ chắc sức em chơi phải tới một tuần nữa mà ơi. Tuần nữa? Đúng rồi. Xạo quá. Phát triển nãy giờ không có đồ ăn chứ không chịu thua phát triển. Không vậy. Thấy mặt phát triển nó đừ rồi, bạn biết rồi thấy không, mùa hôi, mùa hám là nắng hôi nữa. Cái cần thì cá không ăn hết trơn, nãy nhịp không bây giờ cũng dính. Nay bạn Hữu là đối thủ đáng gờm, nghỉ sớm mà mấy đứa là sao? Vậy các bạn tính rồi. Kế hoạch gì chưa? Hết cho rồi, em mới bài cũng kiến luôn luôn ra, dế đèo nướng ha. Nãy giờ không có đĩa luôn hả? Có chứ tự. Có chứ con bò chạy tới. Chạy dứt nữa. Cái bò chạy tới chừng dính cầu, cần cái đứa nha. Thế né cái cần vô rồi, né cái cần vô. Đi vô. Ta đi đâu hả? Con cá tra. Con cá tra phải không? Vậy là cái sông này có cá tra hả? Ok ha. Bạn thấy không, ta đi câu cá tra thấy không, còn mấy anh em mình câu hình như không đúng mồi á. Cục là một phao luôn. Cái gì? Mình bác á. Câu bò mình bác hả? Đúng rồi. Ta đi câu cá sông nha bạn, cá tra đó, cái sông này có cá tra, mấy anh em mình câu không đúng mồi rồi. Hình như một dế, một chùm là sai rồi. Thấy không? Câu để nguyên đêm, sáng khuya là sáng người ta lại ta thăm rồi. Đúng rồi. Mấy anh em mình câu mồi này thì bị hố rồi. Dính được hai cá tê nãy giờ em ru luôn. Đó thì đáng lẽ mình sẽ tăng cái độ dễ hơn, nhưng mà thay vì tăng độ dễ thì phải tăng độ khó lên nha bạn. Thì mình không muốn cái thử thách này kéo dài thêm nữa, tại biết sao mấy này mình câu đã rồi mà dính được hai cá hơi nản nha. Thì bây giờ mình sẽ tăng cái độ khó lên, bây giờ bốc chỉ được hai bạn vô cái phần nước uống thôi, hay là cái gì cũng được, như là mà 10.000 thôi nha. Thay vì mình sẽ tăng cái tiền lên, nhưng mà thôi thì để cho tem mình nó sớm được về nghỉ ngơi gia đình thì mình sẽ tăng cái độ khó lên đó. Thì bây giờ là 6 giờ mấy nha, 18 thì 6 giờ mấy rồi. Ok đâu ở giờ mấy đứa tù tì hai người bốc phía dưới đây phát triển. Đuối lắm rồi. Để trên tay bây giờ ghi lấy chuối luôn nha. Rồi, lấy chuối luôn. Ừ. Xây. Ta sẽ là ngủ trước. Đủ. Rồi. Nè, chú kiểu bắt trước rồi. Nói chung là trong đây nó có hai cái tờ tiền với hai tờ hình phạt nha. Nếu nào mà đứa nào muốn chơi tiếp phải thử hết qua hình phạt, hiểu không? Okay. Rồi giờ em chỉ chọn bốn tờ này không được lựa. Chị nghĩa là cái tờ thứ tư tới dưới á. À, đầu tờ tới dưới luôn. Bốn tờ. Em chọn tờ thứ mấy? Chọn tờ thứ ba. Thứ ba phải không? Đây. Nó là thứ ba, bốc tờ thứ ba, lật lên. Hết đất 10 cái. Hết đất 10 cái, ok. Rồi, tiếp theo. Con chọn lại thứ hai chơi. 10 cái. Rồi, 10 cái, có lấy phát triển giờ có lấy rồi. Đầu tiên luôn. Ok, lật lên. À, 10 cái luôn. Rồi, phát triển biết rồi đó, lật lên. Hai. Gì đây? Đi bộ qua lan can cầu, ok. Đây. Dễ mà. Đi bộ từ đầu lên tới luôn. Đó, phát triển sẽ vượt qua thử thách này nha. Ủa sáng bỏ cuộc đi Hoa Kè. Đâu, gì cái gì, hai bỏ cuộc gì. Hoa Kè công nhận chịu chơi thiệt. Né nè. Né dựng lọt ở dưới à. Nhanh nhanh lên tới đây. Giờ này còn muốn kéo dài nữa. Mình muốn cho về sớm mà không muốn. Rồi, ok, khá dễ dàng. Bây giờ em sĩ sẽ làm phạt nha. Hết đất 10 cái. Thôi anh Tư nghĩ chị thua thì sĩ ơi. Rồi, nghĩ sao chị thua anh Tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Rồi, chịu luôn rồi. Về dưới đất mẹ. Rồi, còn hai đứa là bây giờ em mua gì? Hey, chắc mua nước rồi anh Tư ơi. Nước hay phát triển? Chắc là mua nước luôn chị. Ok, rồi hai đứa sẽ đi mua đi rồi về đây câu tiếp. Đó thì bây giờ phát triển nó đã mua được cái gì phát triển? Hả? Một chai nước suối với bịch bánh nha chị. Chai suối bịch bánh. Dạ. Còn tí đen. Tí đen hại. Hai bánh luôn ta ơi. Hai bánh luôn. Ủa vậy nước đâu muốn? Em ăn rồi, không uống rồi. Trời trời, nó khờ với trời, vậy tôi mua chai nước bịch bánh đi. Em mua hết không? Trời ơi, con không, sức kè. Em giờ khác chứ. Chị ơi, anh em hòa. Em hòa cho em xin nước đi. Ok luôn, nãy anh cho em với mì. Anh chuyển cho em xin miếng nước. Ủa vậy anh nãy anh cho em cái gì? Có mà. Cho cái gì? Trời, anh mì. Rãng. Tình bạn á, giờ chúng ta bỏ qua đi, hiểu không? Tình anh em bỏ qua đi. Đúng rồi, tình em bỏ qua đi. Đúng rồi, nãy bà kia nhớ nói câu giờ không có còn tình anh em gì nữa hết trơn. Ôi mà chị chuyển. Thôi đây. Tình em bỏ qua đi anh kia ơi. Ủa như đây cũng đã. Hồi nãy tương xoay cho em đồ ăn rồi. Ủa sao vậy?
Thôi em xin nghỉ lại nhà còn nhiều chuyện lắm tôi ơi. Nói chung anh thương ép thì nói chung là cái cuộc chơi bây giờ có người thua thắng người thua hết trơn á. Thôi vậy để em game cầm xin cho bùi chứ. Giờ quyết định sao phút cuối. Uống nước miếng ngon hơn. Ok. Vậy là đồ ăn thiệt phải không? Đưa cà trắng lên. Đưa hai tay lên. Đưa hai tay lên đàng hoàng. Đưa hai chân đi. Thôi vậy chưa rồi sao? Đưa thẳng lên đàng hoàng cái đầu hàng phải đưa quyết phục nha. Rồi ok. Rồi ok. Vậy là cái khả năng tí đang tăng cao nữa nha. Rõ nãy nói chỉ đang hại giờ nó hơn em rồi đó. Ông tư em để cái câu cho tôi câu nè. Ờ mốt đừng có nói người ta hại đi chưa. Chứ sao ông tư? Tại vì nãy em tưởng là em may mắn vô nước nữa chứ anh ngờ vô cái nịt. Ráng tới giọt thăm phải không? Đúng rồi. Hồi ba kia em không có gì trên hai tiếng hồi nó chịu nổi không? 8 giờ giọt thăm đó mình suy nghĩ kỹ đi. Kệ thưa ơi, ngồi liếm cho môi đừng cho khô rồi thưa ơi. Ok. Vậy là ok hết phải không? Ok. Vậy các bạn chờ xem ngày hôm nay cái người mà chiến thắng câu cá cuối cùng ở cái sông coi ai chiến thắng nha các bạn. One eternity later. Trong các cơ sở khám chữa bệnh nhằm giảm tải thủ tục hành chính. Phải ba ke thường thường ở đài phát thanh gì là mấy giờ ta? 5:30. Bây giờ hơn nãy rồi. Còn cũng có 13/7 cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, thành phố. Phát thanh 5:30 mấy em mình nãy giờ ốc thăm 6 giờ vậy là 6 giờ mấy luôn rồi phát thanh nó chưa. Ấy, ấy khẩn phải cái gì từ. Ok từ các em ơi. Anh Tư thấy gì? Thấy gì không? Nghe hả? Rồi trời, nhím dính này dính nào? Dính này giờ nặng rồi. Cái giò các bạn ơi. Ôi, cái thằng. Ủa nó đã nè. Ôi, dở lên. Trời ơi. Cá cha mà coi. Ôi ôi thành công rồi coi. Ôi đã. Trời ơi. Ôi đã. Quá đã rồi. Ở xuống lưới đi. Lưới bỏ vô. Trời ơi quá đã bạn ơi. Quá đã luôn rồi. Cá này khoảng nhiêu mấy đứa? Mấy lạng nữa? 4-5 lạng rồi. Trời ơi cá giòn xong các bạn ơi đốm nhôm nhắc rồi. Quá đã luôn. Thôi nổ dây gì rồi? Nổ dây luôn rồi. Trời trời kho dữ rồi trời. Bỏ vô. Rồi dân ứng quá đã. Cá bự quá các bạn ơi, cái lỗ không vừa. Banh đó. Banh ra rồi nè. Trời ơi. Cầm ơi đúng rồi. Không vừa luôn. Má đã luôn. Đủ ăn rồi. Chưa đủ hả? Cầm lấy cầm sỉ câu đó thôi. Lấy cầm sỉ câu đi. Hết qua cái quốc giống ven nữa. Trời trời. Nè em cầm cầm sỉ đi, còn phát triển câu cần của con phát triển thôi. Đưa cho cầm nó cho anh ba ke câu đi. Thì sáng giờ ha, nước rộng cá nó không ăn, mà giờ nước lớn cá nó ăn quá trời bạn ơi. Mà càng về tối cá càng nhiều hả ngộ của ta. Hồi trưa giờ mấy em mình nắng muốn nản luôn, bởi vậy tư nói rồi chưa nắng rồi mấy đứa thấy không? Cá nó không ăn. Cá nhịp cổ bại kìa. Ở trong huynh cỏ này có huy quá trời luôn mà. Đó nè, nó nhịp nè, nhịp bạn thấy không? Đại nè, nè camera zoom cho bạn thấy cái nhịp không? Bởi nhịp trong cỏ này mới nhịp luôn nè. Bậy đi luôn. Thôi rồi, anh nó nghĩ cái câu rồi nè bạn ơi. Ủa nó nhịp nè, Từ ngang cá rồi, tôi đóng lên liền. Ủa nó nhịp nè. Ôi, đám cỏ này nó cá dữ là trời, ổ có huy luôn rồi. Từ chưa, nó chưa. Nãy giờ mấy anh em mình đang câu cá tự nhiên cái anh kia cắt cỏ anh kia bạn biết có động không? Có động không hả đứa? Trời ơi, có gì lôi anh Tư ơi. Hả nó cạnh Tư? Trời ơi, mất rồi anh Tư ơi. Chuyện ba. Cái gì nhiều quá. Ủa? Chí đen đang hại cái con dính nịt gì. Rồi quên chưa lấy chung con cái chê. Nhiều anh Tư ơi. Dính không? Nhiều à. Thôi gì cũng cái này. Đừng nói dính nè ba. Dính rồi. Rồi. Ôi, con thử lại lấy. Ôi. Con viên đổ bố bằng cái con mới chơi nó hại sao rồi. Còn con nó hại chứ. Trời ơi, nó thử nó đã. Ôi. Cái điểm này mấy nay mình sẽ dành câu nữa mấy đứa nó ùm. Bằng ngủ đâu thấy cảnh này tại bằng ngủ chưa nản bạn ơi, che thành công còn. Ủa, nó bự nè. Con viên bự hơn cái nãy luôn bạn. Các bạn đai con lúa chè. Bự cái này luôn. Ủa con nó bự nè. Đây nè. Con có nó bự nè ha. Trời bự hơn mình đai nè. Trời ơi. Trời ơi. Thấm ghế vậy. Con cá là nấu cháo hết sỉ rồi, bây giờ gỡ là đi tư đi sầu á. Được không? Còn vậy bây giờ công nhận giờ chiều nó ăn ta. Ê, công nhận giờ chiều nó ăn ta. Chiều nó chảy nè. Ôi ôi nó bự nè các bạn ơi. Trời ơi. Ôi ôi nó đã. Bữa trước thì trước. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương đã đề cập nhiều vấn đề.
cho rằng việc cấp phép cho một người chính cấp huyện em dạ anh không có dạ anh nghỉ em đi em bao anh trà sữa cho trà sữa nhiêu em trà sữa 10.000 trời ơi em tắt 500.000 mà để cho anh nghỉ mà nghỉ sao đưa có 10.000 sao anh chịu chứ dạ sao anh với lại chị ơi giờ mày nghỉ cho mày 50.000 luôn rồi bạn hứa nha tới rồi em đấy 500.000 lớn hơn tới 50.000 nhiều mẹ ơi để tao hết 500.000 hả chị mấy con nữa chứ hả nữa vậy như đứa mày 25.000 thôi Trời ơi, nãy giờ nói chuyện bạn coi nè. Chú ổn Phi ơi. Rồi con chủ gì lại. Ở cây câu nó ăn nhịp dữ rồi đó. Mà em mới đá đúng anh rồi. Trời trời. Bạn coi nè. Nguyên ổn có Phi nãy giờ mình canh bắt nó không được luôn. Dạ. Dạ. Cá này về nó chua ngon chú ơi. Quá đã. Cá này nhỏ hơn cá nãy hả đó. Trời ơi, cái cần phát triển toàn dính cá nhỏ không à. Nhưng mà có dính là được rồi. Nghe dính cá gì mà nghe. Ở bây giờ không thắng luôn rồi mày động bây giờ ba nghĩ đi xong mày xin đường đều ra thì cho em 100.000 còn nhiêu rồi để em thôi ở cậu đi trời đang dính cá tao về chết gì trời để rồi cậu này dính cá trời ơi giờ mình không có nghe được kho thì chứ nguyên cá nguyên bịch sớm luôn dính cá nè cơ ơi dính nữa bạn ơi phật kè nó có gì cá thằng hồng cá thằng hồng phật kè có gì cái giò và cái bịch sớm dính cá hồng các bạn. Nè có hại không nên dục rác xong nha. Đó mấy anh em mình câu được chứ trên. Đó các bạn ơi, trời ơi, tưởng mà ke dính cái giò đi chứ ăn ở bịch xốp nha. Trời ơi nó quá đã luôn. Dạ trời. Đấy. Đó nha, giờ tôi nghĩ bên mày nó đồ hàng được rồi chứ ơi. Đồ hàng ngoại. Giờ sao? Giờ chiều là tối nè, chứ giờ ở đây không có đèn mũi cũng cắn nha. Giờ đồ hàng xuống đây cho khỏe không? Dục Kiều lấy anh Tư bật đèn xe lên ngồi luôn cá. Trời ơi. Hai đứa ơi, trời ơi đang câu ngon mà chiều giờ nó giờ ăn một chết gì chứ trời. Trời chỗ này sáng lên em câu phải không? Biết được điểm này có nhiều cá rồi. Giờ đừng câu nữa để cho cá tồn tại lại nữa em câu tiếp. Mà mấy đứa dính cá mấy đứa là không sợ rồi mấy người ta cỏ là nhìn quá trời giờ mới thành câu hết điểm anh em được sao? Ta nhận cái sông này nó ngộ vậy bạn chắc chưa mấy anh em mình xuống nắng quá trời không ăn mà giờ chiều nước lớn ăn trời ơi bởi gì đó mình không sai làm bởi nãy người ta kéo một cái đường lưới cá giò hồi đó là mấy giờ ta mới đi nha hồi chiều chiều ta mới đi đâu đúng rồi đâu đúng rồi thôi thì nói chung là giải thưởng này mấy đứa tự quyết định đi chứ anh Tư là do người cũng khổ cá ông ta mà có ông ta thấy chưa ủa đâu nè thì tôi nói nghe rồi được bay bây giờ ba anh em nghỉ sớm đi chú khỏe nữa tiền chi đói ba coi như chị đói đi giờ sức lực tao mạnh lắm luôn á coi như chị đói cũng được mà ba thôi nữa thì lấy 300 hả trời có vụ này lần đầu tiên mình thấy người cuối cùng là ba người chị đôi luôn á nhưng mà thôi thì tem mình nó nói vậy cũng đúng các bạn ơi giờ tối thì mình nghĩ nó cũng đuối rồi hồi trưa giờ mấy năm mình đi khoảng 12 giờ rồi 150 là còn dư 50 mà gia đình mày khó lắm á sao mày sao khó bữa mày nhớ không mày đứng bên kia tao nè đang thương lượng về luôn chửi đúng nó mày ờ ha tao quên nữa chịu ơi câu đi cái gì đâu mà về anh Tư còn hóa câu mà cái gì đâu ở giờ ơi hẹn đi mày ơi ở đâu hẹn tôi ơi rồi hẹn nó đi để chứ về học ba em chửi nên nãy ba dặn về sớm nữa ủa nãy em giấy lắm mà tại giờ nhớ là nãy ba em kia về sớm ok thôi vậy thôi phải không vậy là mấy đứa tự quyết định tiền phải không dạ đúng rồi thôi các bạn ơi thì tiền mình sẽ ra cái giải thưởng như vậy rồi thôi ai thắng ai thua cũng quan trọng hả ai đồ hàng giơ tay lên giơ hết tay tay lên giơ tay lên ủa không ai giơ rồi hả giơ tay lên giơ lên giơ hai tay luôn giơ rồi em luôn chứ ba hai này là hai tay dài thôi giơ tay trước lại thì để mấy anh em mình về nhà để bấm giờ cho bạn xem thử này mấy anh em mình người cuối cùng câu cá đến mấy giờ nha rồi let's go đó ơi đó thì sao thôi rất là mỏi mệt thì về cuối cùng mấy anh em mình cũng về tới nhà nha thì bây giờ sẽ kiểm tra giờ nha cho bạn coi nha 19:32 nghĩa là 7:30 đi đó thì giải thưởng ngày hôm nay nói chung á là đáng lẽ là người cuối cùng giành chiến thắng nhưng mà ba người này là tò ti tố tí sao mà thỏa thuận dễ cho bạn ơi thì ai thắng không quan trọng thì 500.000 mình đã như là dấu ước cũ rồi thì mình đã trao đủ nha mọi đứa tự chia rồi chia nè anh em rồi nè này chứ bài mày ngoài
Ai đổ ai ảo ảo tao bảo đó tao đó đâu có chi khô mày ghê trời ai đây để mình ăn cơ sở ha. Ok rồi chứ vậy được anh, tôi thấy vậy công bằng đó. Tối rồi qua đây mới được phát biểu giờ phát biểu đó rồi mới đầu vô thì xuống nắng nha. Câu không kiếm gì trơn lúc sau nhiều những cá mê quá mà cái là dưới đuối hết rồi. Đúng rồi, với không ăn gì nhiều phải không? Đúng rồi đó, thì đáng lẽ là mình chắc chưa mình không nản, tại vì câu hoài không dính bạn ơi, nắng quá trời mình nghĩ là thế nào chưa không dính là tại nhờ buổi chiều mà mưa không phải lộn, buổi chiều nước lớn đó các bạn, rồi cá nó ăn mát mát nó ăn nha. Hồi nãy thấy không, bởi cái buổi chiều là mình thấy người ta đi câu cá dồ là cái buổi chiều á, thì cũng may mấy anh em mình cũng đã câu dính cái điểm rồi, mấy anh em mình chắc là lần khác mấy anh em sẽ trở lại đó câu nữa nha. Mấy anh em mình đã làm clip người cuối cùng câu cá, thì nói chung câu cá xong á thì ba đứa này nó win nữa bạn ơi. Thì nếu bạn thích video hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ, và các bạn nhớ để lại bình luận của anh em mình sẽ tiếp tục câu đó nữa nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn, bye bye.